Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hội trên màn hình 0348 30 843. Rồi theo dõi kênh, bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy video mới. Rồi nay em về mấy cái món đồ sau đây mọi người. Có cái bộ dây kẹp hàng, kẹp sạc bình á. Kẹp bình rất là đẹp luôn. Dây này của Japan rất là đẹp. Với một cái hước hước kè gốc này hơi bị hiếm nè, cái loại size cực to luôn mọi người. Rồi hôm nay cái video có mã là 187 nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ cái video này 187. Rồi đầu tiên là về lại một số cái ổ cắm của Japan. Đây, Made in Japan sản xuất. Ổ cắm điện. Dây này nó dài 3 m nha mọi người. Dây nguồn dài 3 m, ổ 4 chui cắm. Loại chui dẹt nè. Đó. Chui dẹt nha. Xài điện thường là mọi người xài dây điện Nhật. Chui dẹt. Tải được 1500W. Nó dây 15A. Đây. 15A điện 125V nè, trên dây điện nó đi. Dây rất là dẻo, Nhật, nó dẻo. Có 500 hít ở hai cái đầu này luôn nè. Đó. Có hai viên 500 nè. Để hết lên tủ sắt nữa, hết lên thì mình cắm điện ha. Cái điện này chui nó có thể khóa lại nha mọi người. Rồi, khóa nó cứng lên. Nhưng mà muốn rút ra phải vặn qua một cái ha. Đó. Rồi, ổ điện mã số 1, giá chỉ 150 nha. Rồi, số 2 cái hước Eke góc vuông. Góc vuông 90 độ. Đây. Hước rất là dày. Phù hợp mọi người làm đồ mộc á. Làm đồ mộc này kia thì rất là thích hợp ha. Đây đồ dày nó là 2 ly mọi người. Cái hép này dài 2 ly nha. Đây. Còn đây là cái đế bằng nhôm. Đây, bằng nhôm nè. Nó tán vô 5 con tán qua cái hước bằng thép này. Đây độ dày là 26 ly. Rộng 52. Đây. Rồi chiều dài cái hước này là 60 nha. 60 cm. Bề ngang là 33. Đó, hước AK góc vuông. Rất là to, xài khá là to. Rồi AK này mã số 2 nha mọi người, 700 ngàn. Rồi tiếp theo là hai cái hước. Hước Nhật này, Made in Japan. Cây hước này dài 30 cm. Nó hai mặt nha mọi người. Nè, hai hướng mình có thể kẻ nè. Đây, xoay ngược lại vẫn là 30 cm nè.
Hớt bằng thép không gỉ. Rồi với lại một cây hớt này dài 1 mét nè. Loại này nó chiên có thể là xếp gọn lại nè, xếp gọn lại cỡ 20 đó. Kéo ra nó dài 1 mét. Đây, kéo thẳng ra. Đây. Dài 1 mét nha mọi người. Đây, 1 mét nè. Cũng hai mặt, hai chiều. Đó, mọi người lọc xây lại chiều này vẫn xài được nè. Nó vẫn 1 mét. Chữ khắc còn in rõ. Khắc sâu vô. Rồi, hai cái hớt luôn nha mọi người. Bộ này là mã số 3, 300 ngàn. Rồi số 4 là cái cây mồi lửa. Đá mồi lửa nước bô nè. Mồi lửa cho mấy bác xài hở hàng kho đó. Lửa rất là mạnh. Rồi mã số 4 nha, 100 ngàn. Số 5 là hai cái cốc uống bia. Đây, cốc giữ lạnh. Nó làm hai lớp mọi người, giữ lạnh đó. Đây. Đây, hai cốc hai hiệu khác nhau nha. Tượng dung tích là 400 ml, hai cái bằng nhau. Đây, dung tích là 400 ml. Đây, nó là thép không gỉ nha mọi người, xài nó rất là bền. Rồi mã số 5, 300 ngàn, bán một cặp. Rồi số 6 là bốn cái ly của Nhật, Made in Japan sản xuất. Đây, Made in Japan luôn. Bốn cái ly inox. Đây, inox hoàn toàn. Mười tám nhân tám. Đây, chiều dài nó 15 nha mọi người. Đường kính là 6.5. Rồi 4 cái ly. 4 cái ly inox. Đây, còn tròn trịa không có bị móp. Rồi 4 cái này bán chung buôn bộ nha mọi người, 4 cái luôn, 600 ngàn. Rồi số 7 là ly nhôm. Ly này bằng nhôm mọi người nè. Aluminium mà, nhôm của Nhật nè, thương hiệu Nhật. Đây. 10 cái. 2, 4, 6, 8, 10. Trong có 10 cái nha mọi người. Bán nguyên bộ này 10 cái. Ly nhôm, chất liệu bằng nhôm. Đây, tình trạng nó vậy. Rồi xem ha. Có cái đẹp, có cái nó xài rồi thì nó như vậy.
Rồi kích thước là chiều cao là 13. Đường kính nó 8 cm. 10 cái. Bán chung nguyên 10 cái nha mọi người, 600.000. Là 60.000 một cái. Rồi tiếp theo là cái cây dũa da, dũa lưỡi cưa. Cái dũa này mới tinh chưa sử dụng của Nhật. Chiều dài 120 mm ha. Đó, là 12 cm. Để coi phải không. Ồ, cái này nó tính sao đây? Không phải, cái thông số này không phải. Đây, dũa này của Takagi nha, thương hiệu Japan. Mới tinh đây, cái lưỡi nó dài như đây nha mọi người. 7,5 phần nha. Cái lưỡi gần để mình sử dụng. Tay rất mỏng nha, dũa được cái lưỡi cưa rất là mỏng luôn. Những cái lưỡi cưa nhỏ mình đó. Mình cần tới cái dũa này ha. Dũa lưỡi cưa. Rồi, cái dũa lưỡi cưa có mã số 8. 250.000. Rồi số 9 là cái dây mài khuôn nha mọi người. Lâu lắm mới về được cộng dây mài khuôn. Dây này còn rất là đẹp. Nó dẻo mà nó chung là nó chất nè. Đầu kẹp nhanh luôn. Đầu này kẹp đâu tầm cũng cỡ 6 ly trở xuống nha mọi người. Nè. Nhưng mà mình được cái mình kẹp nhanh. Nè, nó rất là chân chu, quay bằng tay nó cũng chạy. Đầu chuyên dụng 6 ly. Này, kẹp cho máy khoan quay thử. Đó. Rồi dây nó dài 1,2 m nha. Dây dài 1,2 m. Mã số 9 nha mọi người. 650.000. Rồi tiếp theo số 10 là cái đèn pin. Đây đèn pin của Rentot của Nhật. Bỏ pin vô nha. Đèn này cháy ok. Xài 3 viên pin nhỏ này nè, pin 3A mình xài remote á. Mua pin này bỏ vô xài ha mọi người. Đó. Rồi bỏ cho đúng chiều ha, chiều lò xo nè. Bỏ vô. Đầu này không có lò xo. Đó, nó có chế độ zoom nha mọi người nè. Này để tắt đèn thử nha, đó. Này gom lại nè, nó gom lại nè. Gom để chiếu xa. Bỏ ra. Hai chế độ nha. Đó. Chế độ sáng và chế độ nhấp nháy. Rồi, hai chế độ. Đây, nó điều chỉnh gom bóng nè, nó vậy đó. Nhấp nhẹ vô cái nó chớp đó.
Rồi đường pin mã số 10, 300 ngàn. Pin Nhật. Rồi cái này cũng là game tốt luôn. Nè. Game tốt nè. Cũng điều chỉnh đầy đủ, có led còn nguyên nè. Mà vô pin không cháy. Rồi, bán 100. Nè, đầy đủ nha mọi người. Game tốt luôn, game tốt Nhật. Rồi 100 ngàn. Mã 11. Không cháy nha. Rồi 12 là cọng dây kẹp bình của Nhật nha mọi người. Cọng dây này rất đẹp luôn. Dây dày mà rất đẹp, Japan sản xuất. Đó. Của cái gì qua quên nè. À San Qua, thương hiệu chuyên sản xuất mấy đồ điện nè. San Qua. Auto đó, Japan. Kẹp còn đẹp. Kẹp bằng đồng. Một cái lò xo này bằng thép. Nó kẹp này mạ chứ không phải bằng đồng. Mạ đồng. Này. Đây dây điện nè. Lỗi dây điện đó. Của San Qua Japan. Để coi nó về bao nhiêu. Rồi. Đo luôn cái mỏ kẹp nha. Rồi dây này dài 3 mét nha mọi người. Dài 3 mét. Luôn full luôn kẹp nè, dài 3 mét, dây dài 3 mét. À, đồng âm cũng y vậy. Dây dài 3 mét. Còn mới đẹp. San Qua. Rồi kẹp bình dây dài 3 mét, mã 12. 600 ngàn một cặp này. Rồi, em kết thúc video đây. Hẹn gặp lại video tiếp theo.